Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại công nghiệp, áp lực công việc và môi trường sống bị ô nhiễm khiến nhiều người bị mắc các chứng bệnh như căng thẳng thần kinh, mệt mỏi, mất ngủ và đau đầu. Trước thực trạng đó, thầy thuốc nhân dân tiến sĩ Nguyễn Hồng Xiêm, một người có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đông y, đã nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm với tên gọi Lạc Thần, giúp an thần, cải thiện sức khỏe, tốt cho người sử dụng. Sản phẩm này có gì ưu việt hơn các sản phẩm khác? Mời quý vị theo dõi phóng sự sau. Thầy thuốc nhân dân tiến sĩ Nguyễn Hồng Xiêm hiện là Chủ tịch Hội Đông y thành phố Hà Nội và Phó Chủ tịch Trung ương Hội Đông y Việt Nam. Với hơn 40 năm công tác, tiến sĩ Nguyễn Hồng Xiêm đã có nhiều cống hiến cho nền Đông y Việt Nam. Không chỉ chữa bệnh, thầy thuốc nhân dân tiến sĩ Nguyễn Hồng Xiêm còn nghiên cứu ra nhiều sản phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc từ thảo dược, trong đó có sản phẩm Lạc Thần. Nghe chữ Lạc Thần là rất là hay, đúng không? Tức là những người nó có tác dụng chữa những các cái trường hợp mà mất ngủ. Lo âu rồi đau đầu mệt mỏi thì thực sự ra là cái bài thuốc này tôi cũng rất là tâm đắc. Được chiết xuất từ 100% các loại thảo dược thiên nhiên như cao lạc tiên, cao liên nhục, cao toan thảo nhân, sản phẩm Lạc Thần có tác dụng dưỡng tâm, an thần, hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ, giảm căng thẳng, giúp giảm đau đầu. Cái lợi của thuốc đông y, thuốc nam là cái tác dụng phụ nó ít, không độc hại, ngủ xong là nó rất ngon giấc. Ngủ rất sâu nhưng mà dậy lại rất tỉnh táo, rất thoải mái. Sau một thời gian đưa ra thị trường, sản phẩm Lạc Thần đã được người tiêu dùng tin tưởng sử dụng nhờ hiệu quả mà sản phẩm này mang lại. Sản phẩm Lạc Thần do công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Mộc Hương phân phối độc quyền. Tôi thường xuyên bị đau đầu, mất ngủ và khó ngủ nên là tôi đã tìm tới một số loại thuốc nhưng tôi uống và tôi cảm thấy là không có hiệu quả như mong muốn. Và có một số người giới thiệu nên tôi đã tìm thấy sản phẩm Lạc Thần của Đông y Thanh Mộc Hương. Và sau khi dùng, tôi cảm thấy là giấc ngủ của tôi sâu hơn, kéo dài hơn. Và khi mà thức dậy thì tôi thấy tinh thần mình rất là thoải mái. Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Thanh Mộc Hương của chúng tôi là một đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp có nguồn gốc từ Đông y. Và trong quá trình hoạt động, chúng tôi đã có cơ duyên được tiếp cận và hợp tác với thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Xiêm. Thầy đã có gần 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đông y và sản phẩm Lạc Thần là một cái công trình nghiên cứu rất tâm huyết của thầy. Và đây là một sản phẩm rất tốt, an toàn, một giải pháp rất là tuyệt vời dành tặng cho những người bị đau đầu, mất ngủ kinh niên. Và Thanh Mộc Hương thực sự tự hào khi là đơn vị được phân phối độc quyền sản phẩm Lạc Thần của thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Xiêm. Với hơn 40 năm nghiên cứu và điều chế các bài thuốc đông y từ các loại thảo dược, hiện tại, mặc dù đã ngoài 60 tuổi, thầy thuốc nhân dân tiến sĩ Nguyễn Hồng Xiêm vẫn đang hàng ngày miệt mài nghiên cứu và điều chế các loại thuốc chữa bệnh có nguồn gốc từ thiên nhiên để giúp chữa trị các chứng bệnh như thần kinh, xương khớp, tiêu hóa và là chủ nhiệm của nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, biên soạn, biên tập xuất bản hàng chục cuốn sách. Ngoài phân phối độc quyền sản phẩm Lạc Thần, công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Mộc Hương cũng phân phối sản phẩm điều kinh tố như do thầy thuốc nhân dân tiến sĩ Nguyễn Hồng Xiêm nghiên cứu. Tất cả các sản phẩm này đã được Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại công nghiệp, áp lực công việc và môi trường sống bị ô nhiễm khiến nhiều người bị mắc các chứng bệnh như căng thẳng thần kinh, mệt mỏi, mất ngủ và đau đầu. Trước thực trạng đó, thầy thuốc nhân dân tiến sĩ Nguyễn Hồng Xiêm, một người có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đông y, đã nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm với tên gọi Lạc Thần, giúp an thần, cải thiện sức khỏe, tốt cho người sử dụng. Sản phẩm này có gì ưu việt hơn các sản phẩm khác? Mời quý vị theo dõi phóng sự sau. Thầy thuốc nhân dân tiến sĩ Nguyễn Hồng Xiêm hiện là Chủ tịch Hội Đông y thành phố Hà Nội và Phó Chủ tịch Trung ương Hội Đông y Việt Nam. Với hơn 40 năm công tác, tiến sĩ Nguyễn Hồng Xiêm đã có nhiều cống hiến cho nền Đông y Việt Nam. Không chỉ chữa bệnh, thầy thuốc nhân dân tiến sĩ Nguyễn Hồng Xiêm còn nghiên cứu ra nhiều sản phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc từ thảo dược, trong đó có sản phẩm Lạc Thần. Nghe chữ Lạc Thần là rất là hay, đúng không? Tức là những người nó có tác dụng chữa những các cái trường hợp mà mất ngủ. Lo âu rồi đau đầu mệt mỏi thì thực sự ra là cái bài thuốc này tôi cũng rất là tâm đắc. Được chiết xuất từ 100% các loại thảo dược thiên nhiên như cao lạc tiên, cao liên nhục, cao toan thảo nhân, sản phẩm Lạc Thần có tác dụng dưỡng tâm, an thần, hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ, giảm căng thẳng, giúp giảm đau đầu. Cái lợi của thuốc đông y, thuốc nam là cái tác dụng phụ nó ít, không độc hại, ngủ xong là nó rất ngon giấc. Ngủ rất sâu nhưng mà dậy lại rất tỉnh táo, rất thoải mái. Sau một thời gian đưa ra thị trường, sản phẩm Lạc Thần đã được người tiêu dùng tin tưởng sử dụng nhờ hiệu quả mà sản phẩm này mang lại.
sản phẩm lạc thần do công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Mộc Hương phân phối độc quyền. Tôi thường xuyên bị đau đầu, mất ngủ và khó ngủ nên là tôi đã tìm tới một số loại thuốc, nhưng tôi uống và tôi cảm thấy là không có hiệu quả như mong muốn. Và có một số người giới thiệu nên tôi đã tìm thấy sản phẩm lạc thần của Đông Y Thanh Mộc Hương. Và sau khi dùng, tôi cảm thấy là giấc ngủ của tôi sâu hơn, kéo dài hơn. Và khi mà thức dậy thì tôi thấy tinh thần mình rất là thoải mái. Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Thanh Mộc Hương của chúng tôi là một đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp có nguồn gốc từ Đông Y. Và trong quá trình hoạt động, chúng tôi đã có cơ duyên được tiếp cận và hợp tác với thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Xiêm. Thầy đã có gần 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đông Y. Và sản phẩm Lạc Thần là một cái công trình nghiên cứu rất tâm huyết của thầy. Và đây là một sản phẩm rất tốt, an toàn, là một giải pháp rất là tuyệt vời dành tặng cho những người bị đau đầu, mất ngủ kinh niên. Và Thanh Mộc Hương thực sự tự hào khi là đơn vị được phân phối độc quyền sản phẩm Lạc Thần của thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Xiêm. Với hơn 40 năm nghiên cứu và điều chế các bài thuốc đông y từ các loại thảo dược, hiện tại, mặc dù đã ngoài 60 tuổi, thầy thuốc nhân dân tiến sĩ Nguyễn Hồng Xiêm vẫn đang hàng ngày miệt mài nghiên cứu và điều chế các loại thuốc chữa bệnh có nguồn gốc từ thiên nhiên để giúp chữa trị các chứng bệnh như thần kinh, xương khớp, tiêu hóa, và là chủ nhiệm của nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, biên soạn, biên tập xuất bản hàng chục cuốn sách. Ngoài phân phối độc quyền sản phẩm Lạc Thần, công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Mộc Hương cũng phân phối sản phẩm điều kinh tố như do thầy thuốc nhân dân tiến sĩ Nguyễn Hồng Xiêm nghiên cứu. Tất cả các sản phẩm này đã được Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại công nghiệp, áp lực công việc và môi trường sống bị ô nhiễm khiến nhiều người bị mắc các chứng bệnh như căng thẳng thần kinh, mệt mỏi, mất ngủ và đau đầu. Trước thực trạng đó, thầy thuốc nhân dân tiến sĩ Nguyễn Hồng Xiêm, một người có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đông y, đã nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm với tên gọi Lạc Thần, giúp an thần, cải thiện sức khỏe, tốt cho người sử dụng. Sản phẩm này có gì ưu việt hơn các sản phẩm khác? Mời quý vị theo dõi phóng sự sau. Thầy thuốc nhân dân tiến sĩ Nguyễn Hồng Xiêm hiện là Chủ tịch Hội Đông y thành phố Hà Nội và Phó Chủ tịch Trung ương Hội Đông y Việt Nam. Với hơn 40 năm công tác, tiến sĩ Nguyễn Hồng Xiêm đã có nhiều cống hiến cho nền Đông y Việt Nam. Không chỉ chữa bệnh, thầy thuốc nhân dân tiến sĩ Nguyễn Hồng Xiêm còn nghiên cứu ra nhiều sản phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc từ thảo dược, trong đó có sản phẩm Lạc Thần. Nghe chữ Lạc Thần là rất là hay, đúng không? Tức là những người nó có tác dụng chữa những các cái trường hợp mà mất ngủ, lo âu, rồi đau đầu, mệt mỏi. Thì thực sự ra là cái bài thuốc này tôi cũng rất là tâm đắc. Được chiết xuất từ 100% các loại thảo dược thiên nhiên như cao lạc tiên, cao liên nhục, cao toan thảo nhân, sản phẩm Lạc Thần có tác dụng dưỡng tâm, an thần, hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ, giảm căng thẳng, giúp giảm đau đầu. Cái lợi của thuốc đông y, thuốc nam là cái tác dụng phụ nó ít, không độc hại. Ngủ xong là nó rất ngon giấc, ngủ rất sâu nhưng mà dậy lại rất tỉnh táo, rất thoải mái. Sau một thời gian đưa ra thị trường, sản phẩm Lạc Thần đã được người tiêu dùng tin tưởng sử dụng nhờ hiệu quả mà sản phẩm này mang lại. Sản phẩm Lạc Thần do công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Mộc Hương phân phối độc quyền. Tôi thường xuyên bị đau đầu, mất ngủ và khó ngủ nên là tôi đã tìm tới một số loại thuốc, nhưng tôi uống và tôi cảm thấy là không có hiệu quả như mong muốn. Và có một số người giới thiệu nên tôi đã tìm thấy sản phẩm Lạc Thần của Đông y Thanh Mộc Hương. Và sau khi dùng, tôi cảm thấy là giấc ngủ của tôi sâu hơn, kéo dài hơn. Và khi mà thức dậy thì tôi thấy tinh thần mình rất là thoải mái. Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Thanh Mộc Hương của chúng tôi là một đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp có nguồn gốc từ Đông y. Và trong quá trình hoạt động, chúng tôi đã có cơ duyên được tiếp cận và hợp tác với thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Xiêm. Thầy đã có gần 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đông y. Và sản phẩm Lạc Thần là một cái công trình nghiên cứu rất tâm huyết của thầy. Và đây là một sản phẩm rất tốt, an toàn, là một giải pháp rất là tuyệt vời dành tặng cho những người bị đau đầu, mất ngủ kinh niên. Và Thanh Mộc Hương thực sự tự hào khi là đơn vị được phân phối độc quyền sản phẩm Lạc Thần của thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Xiêm. Với hơn 40 năm nghiên cứu và điều chế các bài thuốc đông y từ các loại thảo dược, hiện tại, mặc dù đã ngoài 60 tuổi, thầy thuốc nhân dân tiến sĩ Nguyễn Hồng Xiêm vẫn đang hàng ngày miệt mài nghiên cứu và điều chế các loại thuốc chữa bệnh có nguồn gốc từ thiên nhiên để giúp chữa trị các chứng bệnh như thần kinh, xương khớp, tiêu hóa, và là chủ nhiệm của nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, biên soạn, biên tập xuất bản hàng chục cuốn sách.
ngoài phân phối độc quyền sản phẩm Lạc Thần, công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Mộc Hương cũng phân phối sản phẩm điều kinh tố như do thầy thuốc nhân dân tiến sĩ Nguyễn Hồng Xiêm nghiên cứu. Tất cả các sản phẩm này đã được Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại công nghiệp, áp lực công việc và môi trường sống bị ô nhiễm khiến nhiều người bị mắc các chứng bệnh như căng thẳng thần kinh, mệt mỏi, mất ngủ và đau đầu. Trước thực trạng đó, thầy thuốc nhân dân tiến sĩ Nguyễn Hồng Xiêm, một người có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đông y, đã nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm với tên gọi Lạc Thần, giúp an thần, cải thiện sức khỏe, tốt cho người sử dụng. Sản phẩm này có gì ưu việt hơn các sản phẩm khác? Mời quý vị theo dõi phóng sự sau. Thầy thuốc nhân dân tiến sĩ Nguyễn Hồng Xiêm hiện là Chủ tịch Hội Đông y thành phố Hà Nội và Phó Chủ tịch Trung ương Hội Đông y Việt Nam. Với hơn 40 năm công tác, tiến sĩ Nguyễn Hồng Xiêm đã có nhiều cống hiến cho nền Đông y Việt Nam. Không chỉ chữa bệnh, thầy thuốc nhân dân tiến sĩ Nguyễn Hồng Xiêm còn nghiên cứu ra nhiều sản phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc từ thảo dược, trong đó có sản phẩm Lạc Thần. Nghe chữ Lạc Thần là rất là hay, đúng không? Tức là những người nó có tác dụng chữa những các cái trường hợp mà mất ngủ, lo âu, rồi đau đầu, mệt mỏi. Thì thực sự ra là cái bài thuốc này tôi cũng rất là tâm đắc. Được chiết xuất từ 100% các loại thảo dược thiên nhiên như cao lạc tiên, cao liên nhục, cao toan thảo nhân, sản phẩm Lạc Thần có tác dụng dưỡng tâm, an thần, hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ, giảm căng thẳng, giúp giảm đau đầu. Cái lợi của thuốc đông y, thuốc nam là cái tác dụng phụ nó ít, không độc hại, ngủ xong là nó rất ngon giấc, ngủ rất sâu nhưng mà dậy lại rất tỉnh táo, rất thoải mái. Sau một thời gian đưa ra thị trường, sản phẩm Lạc Thần đã được người tiêu dùng tin tưởng sử dụng nhờ hiệu quả mà sản phẩm này mang lại. Sản phẩm Lạc Thần do công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Mộc Hương phân phối độc quyền. Tôi thường xuyên bị đau đầu, mất ngủ và khó ngủ nên là tôi đã tìm tới một số loại thuốc nhưng tôi uống và tôi cảm thấy là không có hiệu quả như mong muốn. Và có một số người giới thiệu nên tôi đã tìm thấy sản phẩm Lạc Thần của Đông y Thanh Mộc Hương. Và sau khi dùng, tôi cảm thấy là giấc ngủ của tôi sâu hơn, kéo dài hơn. Và khi mà thức dậy thì tôi thấy tinh thần mình rất là thoải mái. Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Thanh Mộc Hương của chúng tôi là một đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp có nguồn gốc từ Đông y. Và trong quá trình hoạt động, chúng tôi đã có cơ duyên được tiếp cận và hợp tác với thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Xiêm. Thầy đã có gần 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đông y và sản phẩm Lạc Thần là một cái công trình nghiên cứu do tâm huyết của thầy. Và đây là một sản phẩm rất tốt, an toàn, là một giải pháp rất là tuyệt vời dành tặng cho những người bị đau đầu, mất ngủ kinh niên. Và Thanh Mộc Hương thực sự tự hào khi là đơn vị được phân phối độc quyền sản phẩm Lạc Thần của thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Xiêm. Với hơn 40 năm nghiên cứu và điều chế các bài thuốc đông y từ các loại thảo dược, hiện tại, mặc dù đã ngoài 60 tuổi, thầy thuốc nhân dân tiến sĩ Nguyễn Hồng Xiêm vẫn đang hàng ngày miệt mài nghiên cứu và điều chế các loại thuốc chữa bệnh có nguồn gốc từ thiên nhiên để giúp chữa trị các chứng bệnh như thần kinh, xương khớp, tiêu hóa và là chủ nhiệm của nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, biên soạn, biên tập xuất bản hàng chục cuốn sách. Ngoài phân phối độc quyền sản phẩm Lạc Thần, công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Mộc Hương cũng phân phối sản phẩm điều kinh tố như do thầy thuốc nhân dân tiến sĩ Nguyễn Hồng Xiêm nghiên cứu. Tất cả các sản phẩm này đã được Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cấp phép lưu hành.